Hello, xin chào mọi người, và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn quay video Superman nha. Ok, bắt đầu. Tham khảo xem màu của mình tôi nha, cảm ơn mọi người, xin chào, bye bye. Cảm ơn mọi người có thể xem mẫu nha. Bắt đầu luôn. Style X Family để hai má, tôi có xem nữa nè. Cái đợt nó ra được mười mấy tập, mãi về sau rồi mới ra hết. Nhưng là chưa xem được từ tập 20. Từ tập 20 là chưa xem rồi, chán vậy. Xếp hài phết. Ê, cái con đứa con nuôi. Ồ, cái đứa con đấy cu xe vãi chuột. Ờ, năng lực đọc suy nghĩ. Còn thằng bố điệp viên. Mẹ là... Con mẹ sát thủ. Ồ, nếu hiểu. Ảo tức thế. Nhưng mà mẹ sinh mai. Sát thủ thêm thằng em trai ảo rồi. Thằng em trai còn là cảnh sát rồi thì phải. Không hiểu cái gia đình thể loại gì luôn. Mẹ của cái con kia lại là gì cơ? Mẹ của con bé bé. Nó là cái gì nhỉ? Nhưng mà trước dùng được ấy. Nhưng mà mấy hôm nay bắn bộ viên đấy. Anh nha. Làm ra một cái tay rồi đấy. Lấy cái mèo nào em nô kì được. Mẹ của con đấy là cái gì đây? Sếp của thằng điệp viên à? Nhưng mà con bé nó bị bỏ luôn mà. Chị mẹ nó là con đấy đây, nhưng mà chắc là bỏ vì lý do gì đấy. Mình không xem Superman thì mình chả biết đồ như nào nha. Tôi ngẫu nhiên thôi anh em ạ. Nắm đấm quyền lực của tô màu đỏ. Nắm đấm máu, cú đấm thép. Ok. Anh có thể xem nha. Hello, xin chào mọi người, các bạn đã xem YouTube. Tiếp tục nha. Mai mình sẽ cùng mọi người xem về cân sửa Alina và ngoài cửa. Em tôi thật nhẹ nhàng. Là một bộ phim rất nổi tiếng của Disney. Mình có thể lấy web để xem. Đây là sự Eric và cân sửa Alina vừa đoạt tụ với nhau em mọi người. Và mình sẽ cùng cho bức tranh này. Ok, xin khá đẹp. Chân mặt thì một da. Mình sẽ lấy màu đỏ để tô vào tóc của Alia trước. Rồi. Quần xịt thì màu tím. Đôi màu tím. Mấy cái chữ đăng nhập thì em chưa đổi. Đổi luôn hả? Không nên là mình chỉ thôi bỏ đi. Chưa đăng nhập chứ mà không. Nhiều lần chưa tìm đi vào cuối cùng. Chưa dùng. Đó, hãy lên màu tím nha. Mình sẽ lấy một cái này tôi có mắt của Ariel nha. Tiếp đấy là mình sẽ lấy màu hồng. Đấy, cái này thì có màu đỏ là lý. Và tiếp đến thì mình sẽ tô một tí. Ý trời ơi, đẹp luôn anh em ạ. Xấu mù. Lại mà không đẹp đi. Trời. Không đẹp. Xứng đáng được bảo tồn. Không đẹp mà. Đóng khung. Và bảo vệ nhá. Ok. Chúng đi ra cái trực tiếp. Để mình suy nghĩ. Ow. Mọi người lên ý tưởng cho mình đi, để mình vẽ thêm vào. À, mọi người hãy xem khả năng vẽ của mình nha.
xíu comment này xong bước vào vòng tròn pháp luật nha em. Vòng tròn siêu hồn. Hãy sử dụng khả năng tô màu thiên tài của bản thân nha. Và hãy sử dụng màu như theo cách tôi đang vẽ này. Nó sẽ rất đẹp bức tranh. Ariel, nó ra cái nên tập Ariel ạ. Tốt rồi. Xưa không thích xem này. Thích xem anime thì vẽ rồi. Ok anh em, mình vẽ rất đẹp nha, anh em cứ thoải mái thông cảm mà xin gương. Cô xem squat à còn lại hay thế? Xem gì? Xem gì? Squat à còn lại. Squat à còn... À thay, à cái gì à? À cái gì? Thần vực nhỉ? Đao kiếm thần vực. Chua... Chua như má. Cái gì hay thế? Hình như là tôi... Tôi xem lẻ tẻ của anime á. Cái phim hồng và... Kê-tô. Cái gì, cái gì? Thì có con rồng biến thành người, xong rồi nó làm nội trợ cho một cái đứa con người ấy. Con rồng biến thành người, không xem hình không biết được. Quên nhiều quá, hình. Xem nhiều anime quá. Nhiều loạn, nhiều lắm. Trước tôi xem nhiều phim ráo và xem cả Blackjack, nhưng mà chắc Blackjack là phim anime từ lâu lắm rồi, chắc mọi người không biết. Cái phim này hay vậy. Nhớ đến giá mẹ tôi đi xem mà. Bờ lấy xe kem. Cái này không xem. Nhìn thì nó không thích. Gì nhưng mà đẹp. Anh nhầm nhưng mà hay nha. Mình sơm bê mê 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 mê. Thật ra nó phù rồi. Ok. Hồi xưa fan của Fairy Tail. Tôi định xem Fairy Tail ấy nhưng mà. Ai hả? Nhưng mà. Quấn. Một lý do gì đó chúng tôi đã không xem nữa. Xem cái cuốn phết. Chờ cái phần mới đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Một cái con tóc vàng vàng ấy. Các con đấy xinh vai. Mình không xem mà mình còn mê. Cái này hay mà. Cái đấy xem từ đầu, xem bản lục tiếng. Nhưng mà Fairy Tail nhiều tập đúng không? Phần 1. À đâu, nếu mà nói tính của cái phần cốt truyện chính, chưa tính phần arc đánh quái vật thì khoảng 300 tập. Thế thôi không xem nữa. Nghe không muốn xem rồi đấy. Ừ, nhưng mà phần tập nó quấn từ đầu hay hả? Ồ, Attack on Titan hơn gần 200 tập mà. Đó. Ít vãi. Sắp sửa tôi chuẩn bị chiếu giảm này. Fairy Tail hay hơn. Xem Attack on Titan. Xưa fan cuồng mấy năm đấy. Ôi, fan cuồng Attack on Titan 3 năm rồi. Từ đó. Tính ra mấy cái phim đấy hồi xưa mình còn xem có ai đâu. Đi sang nhà hàng xóm, tự dưng thấy bố hàng xóm xem. Thôi mình cứ ngồi xem cái xong. Thích lúc nào luôn. Đi chơi ấy, sang hàng xóm ngồi chơi ấy, cứ tối tối. Xong cái mình cũng ngồi mình xem, thế là thấy hay hay. Xong cày phát thấy thích luôn. Lúc đấy đi, bắt đầu cày anime. Chứ hồi đầu xem mấy mà. Hồi đầu toàn xem hoạt hình nhà Zoom này. Xí Zoom, quên không bảo em photo ảnh Xí Zoom. Ngày xưa là Xí Zoom hot à. Hồi xưa tôi hay xem Team Play, Team Gravity 4 ấy. Cái gì đó cái này à, theo không tuổi thơ. Không, hồi giờ xem mấy cái nó hot như là Mr. Bean này gì nhỉ? Pink... Mình gọi Hunter, à đâu? Pink Panther. Ờ, Pink Panther. Thời xưa tôi xem mấy cái đấy thôi. Ok, và video của mình đến đây kết thúc nha. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Ok, bye bye. Bye bye.